Có những người nói chỉ tu tại tâm, ở nhà cung phụng cha mẹ, không đi chùa tu tập, đôi khi còn hủy bán cả tăng nữa, nói là bây giờ toàn lừa gạt nên không đi chùa. Vậy cho con hỏi lúc ấy mình nên khuyên người ta như thế nào? Thưa quý vị, thứ nhất là cái chuyện mà tu tại tâm thì đa số những con người mà nói tu tại tâm á thì họ không biết cái tâm là cái gì. Khi anh nói anh tu tại tâm, anh phải hiểu là cái tâm là cái gì. Và nếu anh nói cái tâm chỉ cần cái tâm Phật thôi là được rồi, thì anh phải biết cái tâm gì là tâm phàm mà cái tâm gì là tâm Phật. Làm cái tâm có nghĩa là chúng ta phải phân biệt được đâu là tâm phàm và đâu là tâm thánh. Và nếu như chúng ta muốn được cái tâm thánh, được cái tâm Phật á, thì chúng ta phải thực hành như thế nào? Chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi đó mà chúng ta gọi là hoang ngôn mà vọng ngữ. Giống như một người muốn có tiền thì vị ấy phải đi làm, phải đi học, phải đi làm và phải siêng năng, phải nỗ lực rất là nhiều thì vị ấy mới có được thu nhập, có để nuôi sống được gia đình, nuôi sống được cha mẹ. Chứ không phải là mở miệng ra nói là tôi có tiền, tự nhiên tiền nó tới với mình. Thì chuyện đó là cái chuyện vọng tưởng. Cũng vậy, nếu như nói chỉ tu tại tâm và để tâm nó thành Phật á, thì anh phải hiểu là cái tâm Phật là tâm gì và làm sao để có được tâm Phật. Và anh phải thực hành như thế nào đó để được như vậy. Đó là lý do anh phải tới chùa. Còn anh ngồi ở nhà mà anh chỉ nói là anh tu tại tâm thì xin thưa anh chỉ biện luận để anh dễ vui thôi chứ anh không có tu cái gì hết trơn. Đấy. Một điều nữa đó là nói ở nhà phụng dưỡng cha mẹ thì quý vị nên hiểu là phụng dưỡng cha mẹ có 3 cấp độ, gọi là tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu là gì? Đó là chúng ta chăm lo cha mẹ đầy đủ vật chất và tinh thần. Đồ ngon là dành cho cha mẹ, cái gì mà nó thuận lợi nhất là dành hết cho cha mẹ. Đội cha mẹ lên đầu như là đội một vị trời, đội cha mẹ lên đầu như là đội một vị vua, đội cha mẹ lên đầu như là đội một vị Phạm Thiên. Thì đó tạm coi là tiểu hiếu. Như trong kinh Đức Phật kể, một vai cổng cha, một vai cổng mẹ đi khắp quả địa cầu, mà dầu cha mẹ có tiêu tiểu ở trên người của mình vẫn mỉm cười mà chăm lo cho cha mẹ đầy đủ vật chất, mà như vậy vẫn chưa có trả hiếu được một phần của cha mẹ. Đó chỉ mới là tiểu hiếu thôi. Đấy. Và cái người con, cái phận sự của người con được mà tiểu hiếu được mô tả trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Đấy. Đó là gì? Phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ vật chất và tinh thần. Đấy. Và tuân theo những cái truyền thống tốt đẹp của cha mẹ. Ví dụ như cha mẹ đã có những cái truyền thống tốt đẹp thì chúng ta phải làm theo. Đấy. Rồi chúng ta phải gìn giữ cái tài sản mà chúng ta được thừa kế từ cha mẹ. Và khi cha mẹ mất rồi thì phải biết làm phước hồi hướng phước cho cha mẹ. Mà đó là tiểu hiếu. Trung hiếu là gì? Được Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đó là cái người mà tiểu hiếu đằng trước á, thì vẫn chưa thể trả hết được công lao dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng mà nếu như đối với cha mẹ bỏng sẻn, giúp cho cha mẹ biết bố thí. Đối với cha mẹ phá giới, giúp cho cha mẹ giữ giới. Giữ giới. Đối với cha mẹ mà không có đức tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ có đức tin nơi Tam Bảo. Đối với cha mẹ tà kiến, giúp cho cha mẹ có chánh kiến. Thì như vậy mới được gọi là trung hiếu. Như vậy mới được gọi là trả ơn được cho cha mẹ. Và cái thứ ba gọi là đại hiếu. Đó là gì? Đó là vị đó xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình,
nỗ lực tu tập đi đến đạo quả giác ngộ giải thoát, sau đó tế độ cho cha mẹ của mình cũng giác ngộ giải thoát, như trường hợp Đức Thế Tôn, như trường hợp các ngài Thanh Văn đại đệ tử của Đức Thế Tôn. Như vậy mới được gọi là đại hiếu. Cho nên cái chữ hiếu mà loài người thường hay nói nó cung phụng cha mẹ thì nó chỉ là một phần nhỏ của cái tiểu hiếu thôi, và họ chưa hiểu được hết cái bổn phận của người con đối với cha mẹ đâu. Đấy. Còn cái chuyện mà nói tăng mà lừa gạt thì xin thưa là không nên quơ đũa cả nắm. Tại vì khi mà quơ đũa cả nắm á, thì chúng ta quơ luôn cả những cái vị tu hành trong sạch. Không có nên. Có nghĩa là tự nhiên mà chúng ta rước cái ác nghiệp vào người thì nó không có nên. Nó như thế này, xin lấy ví dụ như quý vị đi vào một cái bệnh viện mà bệnh viện đó bác sĩ không có cái lương y, chỉ tìm đủ mọi cách để lừa gạt tiền thôi. Xin nghe có một có cô cư sĩ cổ kể đó, cổ đi bệnh viện lớn đó nha, bệnh viện lớn mà cổ chụp có một cái bàn chân thôi, cổ chụp chụp cái bàn chân cổ thôi đó, mà cổ phải ngồi chờ từ sáng 4 giờ sáng mà tới hồi mà cổ chụp xong đó là tới 10 giờ đêm, về được tới nhà là 10 giờ đêm, chỉ chụp cái bàn chân cổ thôi. Đấy, mà cái mổ chân của cổ á là bác sĩ coi như theo lời của cổ là bác sĩ vẽ tiền đấy, vẽ coi như chặt chém thì mới chịu mổ. Thì như vậy đó, có nghĩa là không phải ở đâu bị bác sĩ nào cũng có y đức. Thì nếu như mà chúng ta gặp những cái nơi như vậy thì quý vị chọn cái cách cư xử gì? Đi bệnh viện khác hay là từ chối tôi không bao giờ đi bệnh viện nữa? Gặp ông bác sĩ dởm, ông bác sĩ không có y đức thì chúng ta lựa bác sĩ khác. Hoặc nếu như cái bệnh viện đó không có y đức thì chúng ta lựa bệnh viện khác. Chứ ông lý nào mà chúng ta đi khám bệnh mà gặp một cái bệnh viện ông bác sĩ cà chớn, gặp một cái bệnh viện cà chớn là chúng ta bỏ luôn, chúng ta khỏi khám bệnh. Rồi cái chuyện chết là tự chịu. Thà tôi chết chứ tôi không bao giờ đi khám bệnh nữa. Thì cái đó không phải là quyết định của một người sáng suốt. Cũng vậy, từng lớp tu sĩ thì gọi là mía sâu có đốt mà nhà dột có nơi. Không nên qua đũa cả nắm. Có người này người kia, có người đó giới hạn ô nhiễm, chỉ biết là nhìn chằm chằm vô túi tiền của cư sĩ thôi, hoặc là làm những cái chuyện mà thất đức. Đấy, chỉ biết sống một cái đời sống là ô nhiễm phi phạm hạnh. Thì chúng ta chỉ đơn giản, chúng ta tránh đi. Chúng ta không đến nơi đó nữa, không gặp con người đó nữa, không hộ độ chỗ đó nữa. Chứ không có nghĩa là chúng ta từ bỏ luôn, chúng ta vĩnh viễn chúng ta không tới chùa. Tại vì cái quyết định đó là một quyết định không có thông minh. À, như sư nói, mía sâu có đốt mà nhà dột có nơi. Thầy chùa thì cũng có người này người kia, mà nhà chùa thì cũng có chùa này chùa kia. Chứ không có nên qua đũa cả nắm rồi mình bỏ luôn cái chuyện tới chùa. Thì cũng giống như là không có nên vì một vài ông bác sĩ lăng băm mà mình bỏ luôn cái bệnh viện, hoặc là bỏ luôn không đi khám bệnh nữa. Thì cái phần thiệt vẫn là do mình.